Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Hoàng Duẩn. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây Hoàng Duẩn sẽ cập nhật một số thông tin. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi, cũng như xác thực các thông tin. Mới đây trên mạng xã hội rầm rồ lan truyền thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh làm đơn khởi kiện ba Phương Hằng để đòi lại công bằng cho cổ ca sĩ Phi Nhung. Thậm chí cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh được cho là đơn kiện của dòng ca dù anh nghèo. Thu sự quan tâm của dư luận Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ đề cập đến việc thay người tình sân khấu khởi kiện bất kỳ ai. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải những dòng trạng thái cảm xúc cùng như chia sẻ hình ảnh đi diễn của mình. Vì vậy, nhiều khán giả cùng tỏ thái độ ngơ vực về độ chính xác của lá đơn đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, phía nam ca sĩ Mạnh Quỳnh không nộp đơn kiện nào tố cáo ba phương hăng như thông tin trên mạng xã hội. Sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh các sản phẩm âm nhạc của người tình sân khấu và có nhiều tấm sự xúc động về nữ ca sĩ. Nam ca sĩ cho biết hiện tại anh vẫn chưa nguôi ngoai được hơn 20 năm đứng chung trên sân khấu, cả hai đã trải qua nhiều tháng trầm với biệt báo truyền vui buồn. Mạnh Quỳnh tiết lộ sẽ giữ lời hứa với dòng ca bông điện điển, cố gắng phục vụ khán giả đến lúc về ra. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết thời gian tới anh sẽ sáng tác thêm các ca cá khúc về phi nhung những nhưng với màu sắc tích cực và yêu đời hơn trước hàng loạt thì phí bùa vây đồng nghiệp quả cũ mạnh quỳnh cho biết mình không còn quan tâm bởi lẽ từ lâu nam nghệ sĩ đã chọn cuộc sống an phần không mang đến thế sự giờ đây anh chỉ mong những tái tiếng khép lại để cuộc sống trở lại bình yên mạnh quỳnh xúc động bày tỏ xưa nay tôi luôn sống an phần chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật Tôi chưa bao giờ hơn thua, gánh ghét và làm mất lòng ai, dù là một đứa trẻ hay làm điều gì đó để trục lời cho bản thân mình. Nhưng trong ở đây, không ai tự cho mình là hoàn hảo, nên truyền thiên hạ không thích mình, đó là điều đương nhiên. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện rất là nhiều thông tin cho rằng nam ca sĩ Mạnh Quỳnh Việt Đơn kiền ba Nguyễn Phương Hằng. Thì những thông tin này theo báo thanh niên vừa xác nhận tìm hiểu thì thông tin này không đúng sự thật để cho tất cả quý vị cùng nắm rõ tình hình là như vậy một lần nữa hoàng duẩn chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ bình an và hạnh phúc hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại